dân trong nghề mới biết vì sao khi mua bơ phải mua thêm kèm một quả chanh. Có thể bạn chưa biết, nhưng quả bơ được xếp vào hàng cao cấp trên thế giới không phải vì giá cả của nó đắt hay rẻ, mà quan trọng bởi những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại cho người sử dụng. Quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate và 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Tuy nhiên, vì thời vụ của bơ chỉ diễn ra vào những tháng mùa hè, nên sau đó sẽ rất khó để bạn có thể thưởng thức những quả bơ béo ngậy. Do đó, để có thể dự trữ bơ ăn quanh năm mà không lo bị hư, khi mua bơ, bạn hãy mua thêm một quả chanh. Điều này sẽ giúp bơ giữ được độ béo ngọt tự nhiên dù bảo quản lâu ngày. Chuẩn bị: bơ, chanh, túi chip hoặc hộp đựng thực phẩm. Thực hiện: bước 1. Rửa sạch bơ dưới vòi nước chảy để cuốn trôi những bụi bẩn bốn bên ngoài vỏ. Nhớ là nhẹ tay thôi nhé, để tránh làm bơ bị dập. Bước 2. Sau khi để ráo nước, bạn cắt đôi quả bơ, bỏ hạt. Bước 3. Với chanh, bạn hãy cắt chanh ra và nặn nước cốt chanh vào một chén nhỏ. Bước 4. Rưới số nước chanh này lên phần thịt của quả bơ. Phải đảm bảo phần nước cốt chanh này được rưới đều bên bề mặt của thịt bơ. Sau đó trút số nước chanh dư vào chén và tiếp tục rưới lên số bơ còn lại. Bước 5. Cho số bơ đã rưới chanh này vào túi chip, kéo khóa lại rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh là xong. Khi cần dùng đến, bạn chỉ việc mang bơ ra rã đông bằng cách ngâm bơ trong nước ấm khoảng 2 giờ. Trước khi dầm bơ làm sinh tố hay xay, bạn chỉ việc để bơ dưới vòi nước lạnh khoảng 30 giây là được. Việc rã đông bơ bằng nước ấm thay vì nước lạnh sẽ giúp bơ giữ được độ béo thơm và không bị nhão hay chảy nước. Một điểm cộng nữa cho cách bảo quản bơ này chính là khi thưởng thức, bạn sẽ khó lòng nhận ra đâu là bơ tươi, đâu là bơ rã đông. Bên cạnh đó, nếu muốn tiết kiệm diện tích tủ lạnh, thay vì để bơ còn nguyên vỏ, bạn có thể nạo lấy phần thịt bơ, cho vào hộp đựng thực phẩm. Sau đó dầm nhuyễn bơ và cho thêm ít nước cốt chanh vào trộn đều. Đậy nắp lại cho vào ngăn đá, đã có thể bảo quản bơ ăn qua năm mà không hề ảnh hưởng đến hương vị và dinh dưỡng của chúng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế chanh bằng dầu ô liu, cũng để có kết quả tương tự. Cách chọn mua bơ ngon. Chú ý hình dáng quả bơ. Quả bơ dài thường lợi hơn quả bơ tròn vì hột bơ nhỏ, có thêm phần cơm dày phía cuốn bơ. Ngược lại, những quả bơ tròn thường có hột to hơn. Để ý phần cuốn bơ. Nếu như quả bơ có phần cuốn to, mập mạp thì đó là bơ non. Ngược lại, những trái bơ có phần cuốn đã hơi khô, nhỏ lại thì đó là quả bơ già. Rất nhiều các chị em phụ nữ thường có thói quen lắc xem bơ có tróc hạt hay không và cho rằng bơ già mới tróc hạt. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng một phần, bởi có những cây bơ không bao giờ cho quả tróc hạt. Chọn mua bơ chín. Nếu bạn không rành trong khoản chọn bơ, cách tốt nhất là hãy chọn những quả bơ đã chín để tránh mua phải bơ non. Quả bơ chín thường mềm đều, chỉ hơi mềm thôi chứ bơ chín nhũn là bơ bỏ đi. Mặt khác, các bạn nên chú ý, nếu trái bơ có độ mềm không đều thì đó là trái bơ non chín ép, vì vậy không nên mua những trái bơ đó. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, thường xuyên uống trà từ loại rau mọc đầy rẫy lại thanh lọc sạch sẽ phổi của người hút thuốc lá lâu năm. Diếp cá là loại rau rất quen thuộc trong ẩm thực của người Việt Nam. Ở nhiều nơi, người ta còn dùng rau diếp cá để nấu nước mát để uống. Đọc xong bài này, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên: thì ra rau diếp cá còn có công dụng kỳ diệu như vậy. Chắc hẳn rất nhiều người Việt chưa biết đến công dụng này. Khi vào mùa xuân, các loại bệnh virus bắt đầu sinh sôi phát triển. Bạn có biết, việc thường xuyên sử dụng rau diếp cá theo cách vô cùng đơn giản dưới đây
có thể giải quyết được rắc rối của rất nhiều bệnh nhân. Công dụng của rau diếp cá. 1. Rau kháng sinh có thể tiêu trừ các loại bệnh viêm nhiễm. Rau diếp cá được xem là vị thuốc trung y và rất quen thuộc với chúng ta. Có thể xem rau diếp cá là loại thuốc kháng sinh vừa thiên nhiên vừa an toàn, giúp thanh nhiệt, giải viêm, kháng virus. Điểm nguy hiểm nhất của loại rau kháng sinh này là dự tính của nó có thể đả đông ba kinh mạch chính thượng, trung, hạ của cơ thể người. Có nhiều lúc bệnh viêm phát sinh trong cơ thể mà con người lại không thể ý thức được. Nếu như đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu có hiện tượng bạch huyết cầu tăng cao thì đó chính là bị viêm rồi. Vào lúc này, cho dù không thể biết rõ là bị mắc chứng viêm nào, chỉ cần lập tức sử dụng rau diếp cá để điều trị thì đều có hiệu quả. Đối với các bệnh viêm nhiễm do các loại vi khuẩn, virus gây ra như cảm nóng, cảm lạnh, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm nhiễm bộ phận sinh dục thì rau diếp cá đều là khắc tinh của chúng. Bệnh viêm nhiễm theo trung y mà nói là biểu hiện mức độ thấp nhiệt trong cơ thể tương đối nghiêm trọng. Vì vậy, không nhất thiết phải đợi trong máu phát sinh chỉ biến xu hóa. Chỉ cần bạn cảm thấy bên trong cơ thể có thấp nhiệt, lập tức ăn một ít rau diếp cá là có thể giúp bạn giải trừ. Canh rau diếp cá có thể điều trị bệnh viêm gan, vàng da. Mỗi ngày dùng 3kg rau diếp cá tươi, nấu thành dạng canh đặc, uống thay trà trong ngày là có thể điều trị bệnh viêm gan, vàng da. Các loại bệnh viêm gan đều có thể gây ra vàng da. Vàng da là biểu hiện cơ thể bị thấp nhiệt nghiêm trọng. Rau diếp cá có thể giảm viêm, khử sạch hoàn toàn thấp nhiệt trong cơ thể. Virus viêm gan không còn nơi để ký sinh nữa thì tự nhiên sẽ không thể gây hại được nữa. 3. Người hút thuốc mỗi ngày nhất định phải uống trà rau diếp cá. Nếu như bạn biết rõ tác hại của việc hút thuốc nhưng lại không thể bỏ thuốc lá, vậy thì ít nhất bạn có thể làm một việc tốt cho sức khỏe của chính mình. Uống nhiều trà rau diếp cá. Rau diếp cá là loại rau đặc biệt thích hợp cho người hút thuốc, giúp thanh lọc gan, giải trừ chất độc từ thuốc lá. Chuẩn bị một ít rau diếp cá đã phơi khô, mỗi ngày uống một nhúm nhỏ, cho vào trong nước sôi. Uống trà diếp cá kiểu này có thể làm giảm tác hại mà thuốc lá gây ra cho bạn, phòng chống viêm yết hầu mãn tính, viêm khí quản, thậm chí là ung thư phổi. 4. Nước rau diếp cá hạ sốt. Rau diếp cá có thể điều trị bệnh viêm đường hô hấp, có thể hạ sốt và có thể trị ho. Khi mới bắt đầu trị nóng sốt cảm lạnh, lập tức uống ít nước rau diếp cá để giảm viêm, có thể có tác dụng hạ sốt. Bài thuốc này vô cùng công hiệu đối với những người già và trẻ em, vì một số thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh thông thường có tác dụng phụ tương đối lớn đối với người già và trẻ em. Trong khi đó, rau diếp cá là thức ăn có tính chất cân bằng, vô cùng an toàn. 5. Nước rau diếp cá điều trị di chứng sau cảm lạnh rất công hiệu. Không chỉ người già, trẻ nhỏ mà thanh niên khỏe mạnh, khi bị cảm thì thường bị kéo dài trong một thời gian dài, vẫn không thể khỏi dứt điểm, ho liên tục, rất khó chịu. Đây là do virus thấp nhiệt còn sót lại trong cơ thể, không được diệt sạch, cũng tức là bệnh viêm nhiễm chưa hết. Nếu có thể kiên trì uống nước rau diếp cá một thời gian thì sẽ có thể phát huy tác dụng điều trị tốt nhất. Cách ăn rau diếp cá. 1. Trà làm từ rau diếp cá. Ăn rau diếp cá, cách đơn giản nhất là dùng lá diếp cá nấu nước để uống thay trà. Người không ăn quăng mùi tanh của rau diếp cá, hoặc trong tình huống không có rau tươi thì dùng rau phơi khô cũng rất tiện lợi. Chú ý, không nấu rau diếp cá trong thời gian quá lâu, giống như nấu những loại thuốc trung y khác. Rau diếp cá khô, nếu nấu lâu thì thành phần kháng viêm sẽ bị bay hơi hết. Vậy, nấu bằng cách nào? Bóc một nắm rau diếp cá, cho một lượng nước vừa phải vào nồi, đun nhỏ lửa để rau diếp cá chìm hết xuống dưới nước là được. Sau khi nấu sôi bằng lửa to, đợi 2 phút rồi lập tức tắt bếp. Sau đó, múc nước ra là có thể uống được rồi. Không cần đổ bỏ đống rau diếp cá đã nấu một lần. Khi lần sau muốn uống thì có thể cho thêm nước. Nấu lại một lần theo cách trên rồi dùng uống tiếp. Tổng cộng có thể nấu được 3 lần, vừa đủ số lượng dùng trong một ngày. Nếu thực sự không có điều kiện để nấu nước, ví dụ như đang đi làm,
cũng có thể lấy rau diếp cá khô pha với nước sôi để uống. Sử dụng thêm một ít rau diếp cá. Đổ nước sôi vào, ngâm trong một lúc, cũng vẫn có tác dụng. 2. Món ngon chế biến từ rau diếp cá. Nếu như bạn có thể ăn được mùi tanh của rau diếp cá, vậy tốt nhất nên sử dụng rau tươi. Rau diếp cá tươi chứa thành phần có công hiệu nhiều nhất, tốt hơn loại khô. Vả lại, cách ăn rau diếp cá cũng rất đơn giản. Để điều trị các loại bệnh viêm nhiễm vi khuẩn, virus, như là nóng sốt cảm lạnh, viêm đường tiết niệu, thì nhất định phải ăn sống, trọn gỏi cũng được. Để phòng tránh nóng sốt cảm mạo, chỉ cần xào ăn là được. Cách ăn này tương đối ôn hòa, cũng thích hợp người suy nhược cơ thể ăn hàng ngày. Phụ nữ mới sinh trong tháng ở cữ, khi lần đầu tiên ăn thịt gà, có thể ăn cùng một ít rau diếp cá để phòng tránh bệnh hậu sản. Rau diếp cá cũng có thể chữa lành các mụn nhọt bên ngoài. Khi mụn nhọt quá chín nhưng lại không vỡ ra, nhân không nhô ra mà cứ chui vào bên trong. Lấy rau diếp cá băm nhỏ, đắp lên xung quanh mụn nhọt. Chừa đầu mụn nhọt ra, rau diếp cá có công dụng ép độc, nhanh chóng ép nhân mụn ra ngoài. Người bình thường, ngày thường sử dụng rau diếp cá làm rau xanh để ăn cũng rất tốt. Cách ăn phổ biến nhất chính là trọn gỏi ăn. Cách ăn này thích hợp phần đông mọi người. Rau diếp cá có tinh mát, người già và người suy nhược có thể ăn theo cách hầm gà. Trộn thêm một ít mè, còn có tác dụng nhuận tim, hỗ trợ rất tốt cho việc làm giảm tâm trạng khó chịu vào mùa hè. Rau diếp cá ngoài đọt non và lá ra, thân cây màu trắng cũng có thể ăn được, mùi vị cũng rất ngon. Ngoài ra, lá xanh mọng càng có tác dụng tốt đối với việc điều trị các vấn đề ở phổi như ho, có đờm, khan tiếng, công hiệu càng mạnh hơn. Không ngờ rau diếp cá thông thường mà công dụng thật kỳ diệu. Hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn cùng biết nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng kem trộn làm gì cho hỏng mặt? Trộn ba thứ này lại với nhau, dù da ngăm đen hay cháy nắng cũng sáng mịn bất ngờ. Chị em phát sốt với công thức dưỡng trắng da chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên mà chẳng cần đi spa hay dùng các loại kem trộn. Có thể nói, việc chăm sóc sắc đẹp đặc biệt là da mặt luôn là vấn đề được hầu hết các chị em quan tâm. Thông thường, để có làn da trắng mịn, đòi hỏi mọi người phải bỏ ra một khoản chi phí phục vụ cho việc đi spa hay mua các loại mỹ phẩm, kem trộn với giá thành đắt đỏ. Thế nhưng, các bạn không hề hay biết, chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên như bột nghệ, bột sắn dây, lòng trắng trứng gà cũng có thể làm được điều đó hiệu quả ngay tại nhà. Thành phần nguyên liệu: một lòng trắng trứng gà, 2 thìa bột nghệ vàng, 1 thìa bột sắn dây. Ngoài ra, bạn có thể trộn thêm với mật ong, nước cốt chanh, sữa chua cũng khá tốt. Bát và thìa. Cách thực hiện: trứng gà đập ra bát, tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ. Tiến hành trộn tinh bột nghệ vàng, bột sắn dây vào bát có chứa lòng trắng trứng. Dùng thìa đánh đều tay. Ta sẽ thu được một hỗn hợp dưỡng da dạng sệt. Cách dùng: trước hết, bạn dùng nước sạch, hạt sữa rửa mặt, vệ sinh da nhiều lần, giúp các lỗ chân lông nở ra, đồng thời lấy đi bụi bẩn và bã nhờn nhanh chóng. Tiếp đó, bạn chuẩn bị một bát nước nóng, hòa tan một thìa muối, một thìa nước cốt chanh, tiến hành xông hơi chừng 15 phút. Dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng massage hỗn hợp vừa chuẩn bị, theo chiều kim đồng hồ, giúp các mạch máu được lưu thông, các dưỡng chất hấp thụ qua da một cách triệt để. Sau 30 phút, bạn dùng nước rửa thêm một lần nữa và kết thúc bằng một lớp mỏng kem dưỡng ẩm. Để đạt kết quả cao nhất, bạn nên thực hiện thao tác này từ 2 đến 3 lần trên tuần vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Công dụng: bột sắn dây và tinh bột nghệ vàng là các nguyên liệu tự nhiên, rất giàu vitamin cùng các loại khoáng chất thiết yếu. Nó giúp da dễ căng sáng, mịn màng, loại bỏ lớp da nhăn nheo, đang sạm nhanh chóng. Lòng trắng trứng gà có tác dụng tái tạo làn da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, giảm thâm nám rất tốt. Chúc các bạn thành công!